giữa cục máy V8 của Mỹ và cục máy V8 của Đức thì bạn chọn cái nào để mình phân tích nha. Đầu tiên là cục máy V8 của hãng Audi trên con Audi Q7, V8 4.2 lít. Mới nhìn thoáng qua thôi là đã thấy mệt rồi đó các bạn. Các bạn nhìn điếm thử coi số lượng bánh răng hiện tại trong khung hình là bao nhiêu. Các bạn điếm thử coi bao nhiêu cái ron force đang nằm trên cái mặt bàn. Giờ bạn coi thử coi có bao nhiêu cọng dây sên dẫn động cốt máy dưới bánh răng cam. Là bạn thấy được sự rắc rối của một cỗ máy đến từ Đức. Nói thật các bạn, mình làm nghề mình còn thấy nó kinh khủng nữa cái hệ tâm minh của cái động cơ này á nó rắc rối gấp 10 lần không nói giỡn đâu nha sự thật á so với cái động cơ mỹ các bạn sắp thấy tới đây cái này là chưa lắp hai cái đầu quy lát lên nha các bạn lắp hai cái đầu quy lát lên nó thêm hai cộng sên cam nữa thì các bạn sẽ tưởng tượng được cái độ rắc rối của nó chưa hết nha để lắp ráp được cái động cơ này các bạn cần phải có những cái đồ nghề chuyên dụng phải tốn tiền để mua đó các bạn thì mới tiến hành lắp ráp được rất là phiền phức còn đây là động cơ sau khi hoàn thiện, chưa đi hết đầy đủ dây điện và ống nước nha. Nếu mình trùm cái bộ dây điện với cái hệ ống nước lên là mình không ra luôn cái động cơ nó bít luôn. Rồi, tiếp theo. Đây là cái động cơ V8 của Mỹ mà anh em hay gọi là động cơ cơ bắp á. Nó cũng là V8, 8 máy, nhưng mà sao nhìn nó đơn giản gì đâu luôn đó các bạn. Mọi thứ nó trở nên cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ lắp ráp. Còn đây là cái hệ tâm minh của nó nè, nó có một cọng dây sên duy nhất à. Không thể nào lắp lộn được nó dễ ăn giống như vậy đó các bạn. Số lượng chi tiết máy của động cơ V8 Mỹ chắc nó bằng 1 phần 5 so với số lượng chi tiết của động cơ V8 châu Âu hay là xe Đức nói chung. Tuy nhiên, được cái này mất cái kia. Động cơ V8 của châu Âu được gọi là một tinh tế, được là một kiệt tác của ngành kỹ sư. Còn cái động cơ của Mỹ nè, màu mè ở trong hình nè, ở công nghệ cách đây 50 năm rồi chưa hề thay đổi. Rất là cổ lỗ sĩ rồi nha các bạn. Mà cái thiết kế động cơ này vẫn được sử dụng cho tới ngày hôm nay. Vậy ý kiến các bạn như thế nào? Các bạn thích sự tinh tế hay các bạn thích sự đơn giản nhưng mà hiệu quả?